Con trai ruột Hoài Linh và kiều nữ làng hài Nam Thư đang bí mật hẹn hò. Dù kém 3 tuổi nhưng Võ Lê Thành Vinh vẫn vô cùng tự tin khi sánh đôi cùng Nam Thư. Từ đây dân mạng dấy lên tin đồn hai người đang có mối quan hệ tình cảm. Thành Vinh được biết đến là con trai ruột của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Mặc dù có mọi điều kiện để dấn thân vào showbiz, nhưng chàng trai sinh năm 1990 lại khước từ. Với sức ảnh hưởng của người bố nổi tiếng, Thành Vinh rất được dư luận quan tâm, đặc biệt là chuyện tình cảm riêng tư. Mới đây nhất, Thành Vinh dính tin đồn hẹn hò với kiều nữ làng hài Nam Thư khi liên tục có những hình ảnh thân thiết bên đàn chị. Cách đây ít giờ, con trai Hoài Linh đăng tải khoảnh khắc sánh bước cùng Nam Thư trong một sự kiện. Trong khi người chị mặc váy cúp ngực màu vàng khoe vai trần gợi cảm, thì Thành Vinh lịch lãm khi diện trên mình bộ vest, cả hai vui vẻ tạo dáng trong không gian buổi tiệc. Con trai Hoài Linh và Nam Thư sánh đôi trong sự kiện. Khoe bức ảnh trên trang cá nhân, kỹ sư của hãng hàng không American Airlines hào hứng viết cũng rất gì và này nọ. Nhanh chóng sau đó, khoảnh khắc sánh đôi của cả hai nhận được sự quan tâm từ người, thân và cộng đồng mạng. Đáng chú ý, khi nhận được dòng bình luận chúc mừng con từ một tài khoản, Thành Vinh bấm nút like. Đặc biệt, đây không phải lần đầu tiên Thành Vinh Nam Thư có hành động thân thiết bên nhau. Trước đó, cặp chị em cũng có nhiều khoảnh khắc choàng vai bá cổ tình cảm. Thậm chí cách đây ít ngày, chàng trai 29 tuổi còn quay hẳn clip đến nhà Nam Thư mừng cô nhận được nút vàng YouTube. Nhiều bằng chứng làm dấy lên tin đồn hẹn hò giữa Thành Vinh và người chị hơn 3 tuổi. Trước nghi vấn tình cảm thu hút sự quan tâm, cậu cả nhà Hoài Linh đã lên tiếng phủ nhận. Trên báo, anh cho biết giữa mình và Nam Thư chỉ là mối quan hệ chị em thân thiết lâu năm. Cả hai đã quen biết nhau 13 năm và xem nhau như người thân trong gia đình. Tôi với chị Thư quen nhau 13 năm rồi, chị Thư gọi bố tôi là anh bốn đó. Hai chị em quen thân lâu rồi nên cứ trêu đùa vô tư thôi, không có chuyện yêu đương gì cả. Thành Vinh lên tiếng trước tin đồn tình ái. Không chỉ được biết đến vì con trai của danh hài nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, mà Võ Lê Thành Vinh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi ngoại hình đẹp trai, thông minh, tài giỏi. Anh hiện là kỹ sư của hãng hàng không Mỹ American Airlines. Ngoài được khen ngợi về chỉ số IQ, Thành Vinh còn sống đức tình cảm. Đặc biệt, anh sở hữu tính cách hài hước y hệt bố mình, đồng thời còn hát hay, biết đánh đàn. Dù khá bận rộn với công việc tại Mỹ, nhưng Thành Vinh vẫn luôn dành thời gian cho người thân, đặc biệt là người bố nổi tiếng. Trong những ngày qua, Thành Vinh sắp xếp công việc tại Mỹ để về nước mừng tuổi đấng sinh thành.